Do đó dùng thường quán tự luân vì biết chúng sinh không, pháp không. Trong trí luận có nói rằng nếu nghe chữ nã liền biết tất cả pháp và chúng sinh không đi không đến, chẳng sinh chẳng diệt, chẳng ngồi chẳng nằm, chẳng đứng chẳng dậy. Chúng sinh không, pháp không. Khi xướng chữ xà phã thì nhập vào môn bát nhã ba la mật tên là hóa chúng sinh cứu kính xứ. 37. Chữ xà phã tức ngộ tất cả pháp, đầy khắp quả báo bất khả đắc, do đó hóa sinh cứu kính mới đầy khắp quả báo, nhân quả đều không mới viên mãn. Chữ xà phã còn là chữ phã. Trong chính luận có nói rằng nếu nghe chữ phã liền biết tất cả pháp nhân quả đều không. Khi xướng chữ xà ca thì nhập vào môn bát nhã ba la mật tên là quảng đại tạng vô ngại biện quan minh luân biến chiếu. 38. Chữ xà ca lối khác dịch là chữ tắc ca, tức ngộ tất cả pháp, tánh tích tụ uẩn bất khả đắc, do đó uẩn tích làm tạng rộng lớn, quang luân vô ngại sở tích uẩn vậy. Trong chính luận có nói rằng nếu nghe chữ ca liền biết tất cả pháp năm chúng bất khả đắc, năm chúng tức là sắc thọ tưởng hành thức năm uẩn vậy. Khi xướng chữ dã xa thì nhập vào môn bát nhã ba la mật tên là tuyên thuyết nhất thiết Phật pháp cảnh giới. 39. Chữ dã xa ước ngộ tất cả pháp tánh tướng suy già bất khả đắc, do đó tánh suy già tức cảnh giới Phật pháp. Trong chính luận có nói rằng nếu nghe chữ tha liền biết chữ tha là không, các pháp cũng thế cũng là không. Khi xướng chữ thất giả thì nhập vào môn bát nhã ba la mật tên là ư nhất thiết chúng sinh giới pháp lôi biến hống. 40. Chữ thất giả lối khác dịch là thất tà, tức ngộ tất cả pháp dấu chân tích tụ bất khả đắc, do đó tích tụ tất cả chúng sinh. Pháp lôi tức là dấu chân, chân tức là năng đi, do đi mà có dấu, dấu là sở đi. Pháp lôi pháp hống tức pháp đi vậy. Trong trí luận có nói rằng nếu nghe chữ già liền biết nghĩa tất cả pháp tướng bất động. Khi xướng chữ xá thì nhập vào môn bát nhã ba la mật tên là dĩ vô ngã pháp khai hiểu chúng sinh. 41. Chữ xá lối dịch khác là chữ thác, tức ngộ tất cả pháp tánh tướng thúc đuổi bất khả đắc, do đó dùng hiểu sự vô ngã tức là thúc đuổi khiến cho đến bờ bên kia. Nếu là bậc biểu ước thì đây sẽ là đẳng giác. Pháp thân muốn đầy, xưa vốn muốn bằng nên quên hai bờ. Trong chính luận có nói rằng nếu nghe chữ xá liền biết tất cả pháp đó đây hai bờ bất khả đắc. Khi xướng chữ đà thì nhập vào môn bát nhã ba la mật tên là nhất thiết pháp luân sai biệt tạng. 42. Chữ đà tức ngộ tất cả pháp nơi rốt ráo bất khả đắc. Nói về sai biệt tạng là nơi rốt ráo này bất khả đắc, hàm chứa tất cả pháp luân, cũng là nơi quy cực của tất cả pháp luân, ước biểu vị đường diệu giác, là rốt ráo bở mé tất cả pháp, tận kỳ xứ sở, không sinh không chết, không có kẻ làm, ý đều bồ đề vậy. Trong trí luận có nói rằng nếu nghe chữ trà tức biết tất cả pháp bất khả đắc. 42. Tự mẫu ở trên đều nói về môn nhập vào bát nhã ba la mật mà bậc đẳng giác bạn lành. Nói pháp môn tự mẫu này ý lìa tướng văn tự, lìa tâm duyên tướng, cho đến lìa tất cả tướng mới chứng nhập được nguồn tâm nhất pháp giới vậy. 42. Tự mẫu pháp môn tổng nhiếp 42 bậc, tức bậc thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, đẳng giác, diệu giác, phải lìa lời nói mới có thể chứng nhập. Thiện tài đồng tử tham một vị thiện tri thức thì tiến lên một bậc, thiện tài đồng tử tham đến tột cùng bậc nhân thì phải quên lời đốn chứng. Cho nên 42 chữ này mỗi mỗi đều lập nhập vào môn bát nhã ba la mật, mà bát nhã này rốt ráo là căn bổn quả trí của Phật. 42 chữ này đều nói bất khả đắc, bất khả đắc vẫn đắc bồ đề, đó là nơi trở về tột cùng nhập vào pháp giới. Xướng tự mẫu này thì dẫn nhập vào môn bát nhã, chứ chẳng phải chữ là bát nhã, điểm này phải minh bạch. Thọ trì pháp môn chữ này có thể đắc được 20 thứ công đức. 1. Đắc được nghĩ nhớ mạnh mẽ. 2. Đắc được tạm quý thủ thắng. 3. Đắc được sức kiên cố. 4. Đắc được pháp chỉ thú. 5. Đắc được tăng thượng giác. 6. Đắc được huệ thủ thắng. 7. Đắc được vô ngại biện. 8. Đắc được môn tổng trì. 9. Đắc được không nghi hoặc. 10. Đắc được trái thuận không sinh thương ghét. 11. Đắc được không cao thấp bình đẳng mà trụ. 12. Đắc được lời nói âm thanh khéo léo đối với hữu tình. 13. Đắc được uẩn khéo léo, xứ khéo léo, giới khéo léo. 14. Đắc được duyên khởi khéo léo.
nhân khéo léo, duyên khéo léo. 15. Đắc được pháp khéo léo. 16. Đắc được căn thắng liệt trí khéo léo. 17. Đắc được tha tâm trí khéo léo. 18. Đắc được quán tinh lịch khéo léo. 19. Đắc được thiên nhĩ trí khéo léo, túc trụ tùy niệm trí khéo léo, thần cảnh trí khéo léo, sinh tử trí khéo léo, lậu tận trí khéo léo. 20. Đắc được nói xứ phi xứ trí khéo léo, hoài nghi thị thiết đến đi khéo léo. Thiện nam tử, khi ta sướng tự mẫu như vậy thì 42 môn bát nhã ba la mật làm đầu nhập vào vô lượng số môn bát nhã ba la mật. Thiện tri chúng nghệ đồng tử nói với thiện tài đồng tử, thiện nam tử, khi ta đọc sướng 42 tự mẫu thì dùng 42 môn bát nhã ba la mật này làm đầu chứng nhập vào vô lượng vô số môn bát nhã ba la mật. Đủ thứ lời nói đều không ra khỏi 42 tự mẫu này. Kinh Hoa Nghiêm Diễn nói vô tận pháp giới, pháp môn 42 bậc viên dung nhân quả đều không ra khỏi sự biểu đạt ngôn ngữ âm thanh, cho nên 42 chữ tổng nhiếp pháp môn 42 bậc. Thiện nam tử, ta chỉ biết Bồ Tát giải thoát khéo biết các nghệ này, như các đại Bồ Tát đối với tất cả pháp thiện xảo thế xuất thế gian, dùng trí thông đạt đến nơi bờ kia, những phương nghệ lạ đều thấu đáo không sót, văn tự toán số đều hiểu biết thâm sâu, phương y chú thuật khéo trị các bệnh, có các chúng sinh bị quỷ mị bắt giữ, oán ghét nguyền rủa, ác tinh biến quái, tử thi rượt đuổi, đủ thứ các bệnh đều cứu chữa được, khiến cho khỏi bệnh. Lại khéo rõ nơi sinh ra vàng ngọc châu báu san hô lưu ly ma ni sa cư, tất cả bảo tàng phẩm loại khác nhau giá trị bao nhiêu, thôn ấp xóm làng đô thành lớn nhỏ, cung điện vườn tược suối ao, phẩm là chỗ tất cả dân chúng ở, Bồ Tát đều tùy phương nhiếp thọ bảo hộ. Lại khéo quan sát thiên văn địa lý, tướng người cát hung, âm thanh chim thú, mây mù khí hậu, chúng mùa thất thu, đất nước an nguy, hết thảy kỹ nghệ thế gian như vậy, Bồ Tát đều biết rõ hết nguồn gốc rễ, lại phân biệt được pháp xuất thế, tránh danh biện nghĩa, quan sát thể tướng tùy thuận tu hành, trí nhập trong đó không nghi, không ngại, không ngu tối, không ngoan độn, không lo buồn, không trầm một thầy đều hiện chứng, mà ta làm sao biết được, nói được những hạnh công đức đó. Thiện nam tử, ta chỉ biết tam muội Bồ Tát giải thoát khéo biết các nghệ này, như các đại Bồ Tát đối với tất cả pháp môn thiện xảo thế xuất thế gian, dùng sức trí huệ thông đạt đến nơi bờ kia, đối với những phương khác nhau, nghệ khác nhau, Bồ Tát đều tinh thông không sót chỗ nào. Bồ Tát đối với văn tự toán số năm uẩn vân vân đều hiểu biết thâm sâu, dùng đủ thứ phương y, đủ thứ chú thuật khéo trị tất cả các chứng bệnh. Nếu có chúng sinh bị quỷ mị bắt giữ, khống chế họ mất đi tự do, hoặc oán hận ghét những người khác, hoặc dùng chú trù ẻo người khác, hoặc bỏ bùa người khác, hoặc vũ trụ xuất hiện ngôi sao ác như sao chổi, hoặc có đủ thứ hiện tượng biến quái, hoặc trong mộng bị tử thi rượt đuổi hai chân không cử động được, hoặc bị chứng bệnh thần kinh tán loạn, hoặc bị giật kinh phong, khi phát bệnh thì chẳng còn biết trời đất là gì, đập phá đồ đạc, tay chân co giật, lớn tiếng kêu la, hoặc thân thể ốm gầy như cây củi, đủ thứ những chứng bệnh đó Bồ Tát đều cứu chữa được, khiến cho chúng sinh đều khỏi bệnh. Bồ Tát lại khéo biết rõ chỗ nào sinh ra vàng đá ngọc châu báu san hô lưu ly mani sa cử, tất cả bảo tàng phẩm loại đều khác nhau giá trị bao nhiêu, Bồ Tát đều biết. Bất cứ thôn xóm ấp làng đô thành lớn nhỏ, cung điện vườn tược suối ao, phạm là chỗ tất cả dân chúng ở, Bồ Tát đều tùy phương nhiếp thọ bảo hộ. Bồ Tát lại khéo quan sát thiên văn địa lý, tướng người cát hung, lại có thể biết âm thanh chim thú, nói được tiếng cầm thú, quan sát mây mù khí hậu, hiển biết trong năm chúng mùa hoặc thất thu, đất nước an nguy, hết thảy những kỹ nghệ thế gian như vậy, chẳng có chỗ nào mà không nghiên cứu, chẳng có gì không luyện tập. Bồ Tát đều biết rõ hết nguồn gốc kỹ nghệ. Bồ Tát lại phân biệt được pháp xuất thế, tránh danh biện nghĩa, quan sát tất cả thể tướng tùy thuận pháp môn thiện xảo phương tiện để tu hành, có đủ thứ trí huệ, chứng được đủ thứ cảnh giới, không có nghi hoặc, không có quái ngại, không có ngu si đen tối, không có độ tánh ngoan cố, không có lo buồn, không có trầm một, những cảnh giới đó thầy đều hiện chứng, mà ta làm sao biết được, nói được những hạnh công đức đó. Thiện nam tử, nước Ma Kiệt Đề này có một thôn xóm, trong đó có thầy tên là Bà Đát Na, có yêu bà Di tên là Hiền Thắng. Ngươi đến đó hỏi Bồ Tát làm thế nào học Bồ Tát hạnh, tu Bồ Tát đạo. Thiện nam tử, nước Ma Kiệt Đề này có một thôn xóm, trong thôn xóm đó có một thành tên là Bà Đát Na.
Trong thành đó có vị yêu bà Di tên là Hiền Thắng. Người đến đó hỏi Bồ Tát làm thế nào học Bồ Tát hạnh, làm thế nào tu Bồ Tát đạo, cô ta sẽ vì ngươi nói kỹ càng. Bấy giờ thiện tài đồng tử cung kính đảnh lễ thiện tri chúng nghệ đồng tử, đi nhiễu vô lượng vòng đến mộ chiêm ngưỡng tử tạ mà đi. Lúc đó thiện tài đồng tử cung kính đảnh lễ thiện tri chúng nghệ đồng tử, đi nhiễu bên phải vô lượng vòng đến mộ chiêm ngưỡng tử tạ mà đi về hướng nam nước Ma Kiệt Đè, tham phương vị yêu bà Di Hiền Thắng.